Linh Giao Phúc Sen xin chào các bác đang xem video bán hàng ngày 31 tháng 10 năm 2021 Cơ sở bán hàng của nhà em tại thành phố Cao Bằng ạ à. Số điện thoại liên hệ là 0966 668 196 Và số zalo của em là 0981 583 598 Hôm nay thì em bận đóng hàng với cả đi tiêm Covid Thế nên bây giờ mới phát được video cho cả nhà Hôm nay em sẽ lên những cái con dao chuyên để chặt nhé Gồm có 6 hình Ạ, tổng thể là có 6 hình, em sẽ lên chi tiết từng con để các bác tiện theo dõi. À, và những cái giá mà em báo ở trong video là chưa bao gồm phí ship. Tiền ship thì em sẽ làm đồng giá 30 000 một đơn nhá. Đấy các bác lưu ý giúp em ạ là giá này là giá chưa bao gồm phí ship ạ. Trước khi thanh toán thì các bác cứ đồng kiểm với bưu tá là ok. Sau đây thì em xin phép được giới thiệu hình số 1. Hình số 1 là một cái con dao chuyên chặt. Nhưng mà đây là chặt này là chặt liền chuôi ạ. Được uh, được rèn liền chuôi này các bác này. Con này thì chặt được xương to, chặt được gà vịt. Đấy, em bán với giá là 200 000 Đây ạ, hai mặt để đen truyền thống nhé, có cả lỗ treo dao nữa đây ạ. Hình số 1 này em bán 200. Đây. Nó rẻ hơn tất cả các con chặt khác là vì nó là uh, liền chuôi, đây ạ, không có cái cán. Đấy, nó liền chuôi như này luôn. Hai mặt để đen truyền thống ạ. 200 000 Hình số 1 con chuyên chặt nhá, chặt xương, chặt gà vịt thoải mái. Uh, tiếp đến là hình số 2. Đây, hình số 2 thì nhìn nó cũng khá to giống hình số 1 Con số 2 này là cũng chuyên chặt nhưng mà đặc biệt là được làm từ uh, thép trắng Đây ạ, thép trắng không gì Con số 2 này thì em bán 300 Đây, các bác nhìn này, có 3 đinh này, cán ốp full tang luôn ạ cái, cả, à, cái cán gỗ của nó các bác nhìn, cái vân gỗ nhìn nó rất là lạ luôn Và cái này thì các bác yên tâm là cái độ bền của nó thì bền đẹp mãi theo thời gian luôn Ngâm muối cũng không dỉ luôn ạ Đây ạ, Phúc Sen cao bằng Các bác yên tâm là hàng chuẩn chính hãng nhé Con này thì kích thước của nó khá là to, các bác chặt được uh, xương sườn này, xương thủ này, đấy, xương ống này, thoải mái luôn, chuyên chặt này nhé. Uh, em sẽ đo cái kích thước con con này để cho các bác tiện theo dõi nhé Cái này thì uh, chiều dài của nó đây, chiều dài của nó rơi vào tầm khoảng 23 cm và chiều rộng, chiều rộng rơi vào khoảng 9 cm, đấy, con số 2 đấy ạ. Rồi em sẽ cân lên luôn, tao xem nào, cân lên thì con này khoảng uh, gần 9 gần 9 lạng. Dạ, gần 9 lạng nha các bác ơi. Hay còn gọi là 900 g đi ạ. Đấy, con này là chặt đầm tay lắm luôn này. Tiếp đến con này là em bán là uh, 300 000 Tiếp đến là hình số 3 nhá. Một con dao cũng là chuyên chặt nhưng mà con này thì uh, chuyên để chặt gà vịt. Tại vì sao lại có một cái con chuyên chặt lại còn chặt gà vịt nữa là vì uh, cái con này ấy thì nó sẽ hơi nặng tay Khi mà các bác chặt thì nó sẽ dễ làm nát cái thịt gà của mình đi đấy ạ Thế nên là xưởng sẽ làm riêng một cái phiên bản nó vừa tay hơn Đây, ở đây có in chữ là chuyên chặt gà vịt luôn này các bác này Cũng là thép trắng và cũng đều là xưởng phúc sen làm Nhưng mà cái con này thì nó sẽ mỏng hơn và nhẹ hơn cái con hình số 2 Chuyên để chặt gà vịt thôi, con này em bán 250.000 nhá Đây ạ, chuyên chặt gà vịt luôn Cũng là từ thép nhíp trắng không gì ạ khi mà làm từ thép nhíp thì các bác yên tâm mình cầm nó sẽ uh, bảo quản dễ dàng hơn, nó sẽ không sợ bị han gì. Còn những mà những cái con mà làm từ uh, làm từ cái nhíp ô tô ạ thì nó sẽ han gì thì mình sẽ phải bảo quản kỹ hơn nhá Đây, con chuyên chặt gà vịt này em bán hai trăm rưỡi. Đây là hình số 3 Nhìn nó thì không quá là khác nhau. Đây, tổng thể thì không quá là khác nhau nhưng mà thông số kỹ thuật thì nó sẽ bé hơn và mỏng hơn nhé. Chiều dài cũng vậy này, chiều dài khoảng 22 mươi hai cm khoảng 22cm và chiều rộng của em ấy là rơi vào khoảng gần 9cm Đấy con vừa nãy là gần 9, gần 900g đúng không? Đây con này thì rơi vào tầm khoảng 500g thôi ạ Đó rơi vào khoảng 500g thôi các bác ơi Nhẹ hơn rất là nhiều ạ Cầm cũng rất là vừa tay nhá Đây các anh chị mà thích nội trợ thì đừng nên bỏ qua cái con hình số 3 này Em bán 250.000 ạ Chuyên chặt gà vịt Tiếp đến là hình số 4 đây cũng là một cái con chuyên chặt nhưng mà chuyên chặt này thì bản to đây các bác nhìn so với cái con số 5 thì nhìn cái cái đây là cái phiên bản nâng cấp mới rồi đấy ạ. Hình số 4 này em trước khi trước khi cân lên thì em sẽ đo cho các bác xem nhé. Độ rộng của em ấy rơi vào khoảng 10 cm. Đấy, độ rộng khoảng 10 cm. À, còn cái chiều dài rơi vào khoảng gần 20 cm. Chiều dài khoảng 20 cm ạ. Đấy là to Cái này thì các bác cũng cũng như những cái con chặt ở ngoài này Cũng như những cái con chặt này thì mình cũng để chuyên chặt xương sườn, sơn ống các thứ Nhưng mà kiểu dáng của nó thì to hơn này Cái mũi vát nhọn lên này các bác này Đấy, mũi vát nhọn lên và đặc biệt là hai bên được mài sáng Đó, nó không phải là giữ bản đen truyền thống như cái con hình số 1 nữa Đấy, giữ truyền thống thì nó sẽ là đen tuyệt như thế này Còn con này là đã được mài sáng rồi đấy ạ đây, mũi vát nhọn luôn này Con này thì cán ốp phun tang luôn Em bán 280 nghìn nhé, cũng là chuyên chặt Con em bán 280 nghìn ạ Cán gỗ màu đen rất là xinh Đấy, phun tang liền về đến tận đây Các bác tha hồ chặt luôn Đây là hình số 4 ạ, 280 à, Và tiếp đến là hình số 5 Số 5 này thì cũng là 280 nghìn Nhưng mà nhìn kết cấu của nó cũng khác hơn <laughs> Đây, có rất là nhiều loại Cùng một cái chức năng là chuyên để chặt thôi Nhưng mà các bác thấy là nhà em rất là đa dạng mẫu luôn ạ Đây, con này thì một mặt mài sáng này một mặt mài nhám cầm rất là nặng tay con này cầm đây cũng là cán ốp phun tang luôn nhá có tận 3 đinh đồng đây ạ ba đinh đồng và cán gỗ là cán gỗ cầm chỉ đây riêng cái cán gỗ này thì các bác yên tâm về thời gian về lâu dài là không bao giờ bị mối mọt luôn ạ bền đẹp luôn nhá em sẽ cân thử con số 5 lên này con số 5 rơi vào khoảng uh, gần 1,2 cân đây ạ các bác nhìn này gần 1,2 cân luôn nhá đấy gần 1,2 cân luôn các bác mặt mình mà làm nhà hàng, mình làm quán ăn ấy. Tốt nhất là mình sẽ nên cầm cái này, dùng cái con số 5 này ấy, thì dùng nó sẽ đa năng hơn và các bác sẽ chặt được nhiều xương hơn nhá. Đây. Số 5 này là 280 000 nghìn à. ạ. Các bác nhìn này. Nhìn cái vân nhám này, cực kỳ là dày và sắc luôn. Đó, em sẽ tiện thể có thước ở đây em cũng đo luôn nhá. Con này nặng gần 1,2 uh, cân. Đây. Chiều dài khoảng 22 cm chiều rộng của em ấy rơi vào khoảng 8,5 cm. Đấy cũng là cùng là kết cấu này thì thường những cái con này nó cũng không quá là lệch nhau cho so lắm. Đấy, các bác nhìn tổng thể này cũng không quá là lệch nhau. Thường những cái con chuyên chặt thì đa phần đều có ba đinh. Đấy, chẳng qua là nó sẽ có những cái kiểu như là uh, có cán gỗ phun tang không hay là nó uh, có khâu chốt. Đấy. Còn tiếp theo là con số 6 em muốn giới thiệu đến là một con dao chặt nhưng mà là chuyên để chặt cây. Đấy, con này là con dao quắm nhá Em bán 180 nghìn Đây. Dao quắm này thì em Các bác mang về để chặt cây, chặt bờ rào đấy ạ Mang đi đốn củi các thứ Rất là tiện luôn Chiều dài của em mấy là rơi vào khoảng gần 30cm rồi Nguyên một cái thước này luôn Đấy, và con dao quắm này cũng là dao Liền chuôi nhá các bác Đây. Cầm liền chuôi nhìn thế thôi Nhưng mà cầm cũng đã rất là vừa tay rồi Nhưng mà nếu mà các bác muốn làm thêm cái cán vào Thì các bác có thể tự vót cây về làm ạ Nhưng mà trên em thì cũng chỉ cầm thế thôi không cần phải quá là cầu kỳ đấy con này các bác về chặt cây thì quá là sung sướng luôn vừa rẻ vừa đẹp luôn ạ hình số 6 cũng là hình cuối cùng em giới thiệu rồi thì hôm nay em sẽ làm một cái video chuyên chặt như thế này để giới thiệu đến cả nhà rất mong sẽ nhận được sự nhiệt ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người để em có thêm động lực làm thêm nhiều video mới ạ em xin đọc lại số để mọi người kết nối nhé 0966 668 196 đây ạ em có cả hai số nhé cả nhà ơi và số zalo của em là 0981 583 598 Cảm ơn mọi người đã xem video của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.